Thôi ơi. Cô đi vô nhà. Thấy cái mông không? Đó, đi ghế nha. Ma rung. Chuẩn bị cái giường. Phối giường. Ê, thiệt đẹp luôn á. Ma rung. Chị hả? Hồi đó ai với lần đầu tiên về Việt Nam á, mẹ với ba chuẩn bị cái phòng giống như cô dâu vậy á. Trời ơi, trang trí rồi á. Mình giật mình luôn á. Mình học